Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tháng 6 và hãy cùng hôm nay có gì hot điểm lại những tin tức công nghệ nóng nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ không bỏ qua được sự kiện Lenovo Tech World, nơi mà bộ đôi Moto Z và Moto Z Force đã chính thức ra mắt. Một số điểm nổi bật của Moto Z có thể kể đến như là độ mỏng chỉ 5,2mm, hay là hệ thống module MotoMos, hay là việc nhà sản xuất Trung Quốc đã mạnh dạn bỏ jack cắm tai nghe 3.5 trước cả iPhone 7. Ngoài ra thì Lenovo cũng đã tự tay ra mắt 3 chiếc tablet với cái tên rất dễ gây hiểu nhầm, đó là Fab 2, Fab 2 Plus và Fab 2 Pro. Trong đó thì Fab 2 Pro là smartphone đầu tiên hỗ trợ công nghệ thực tế ảo AR của Google mang tên là Project Tango. Để biết thêm thông tin về sự kiện của Lenovo thì mời các bạn xem video của Thắng và Tân nhé. Nếu như Lenovo trình làng loạt sản phẩm mới ở trời Tây thì HTC cũng tỏ ra không kém cạnh với chiếc HTC One ME tại thị trường Việt Nam. Chỉ tiếc rằng khi mà One ME về Việt Nam thì cũng là lúc em nó đã tròn 1 năm tuổi rồi. Máy sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng One và được pha trộn giữa kim loại và nhựa. Về cấu hình thì One ME sở hữu con chip Helio X10, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB, camera chính 20 chấm, camera phụ 4 chấm Ultra Pixel và pin là 2800mAh. Máy sẽ có mức giá là 8.990.000 đồng và được bán ra trong tháng này. Sau thương vụ với Oculus thì Facebook luôn tỏ ra mình là người tiên phong trong lĩnh vực về thực tế ảo. Và ngày hôm nay thì hãng này đã lại một lần nữa khẳng định ưu thế của mình qua việc hỗ trợ người dùng đăng tải ảnh 360 độ lên mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Vị CEO Mark Zuckerberg đã là người đi tiên phong khi đăng bức ảnh chụp toàn cảnh New York và người dùng thì chỉ cần click chuột, ngón tay hoặc là lắc điện thoại để xem các góc cạnh của ảnh. Người dùng Gear VR thì cũng đã có thể dễ dàng tận hưởng những bức ảnh 360 độ này. Tính năng mới này thì chỉ hoạt động nếu như bạn sử dụng ứng dụng Facebook trên phiên bản mới nhất. Vì thế, nếu như bạn chưa cập nhật thì hãy cập nhật ngay đi. Có lẽ là bạn đã từng nghe tới việc nhiều mưu hèn kế bẩn để trộm cắp. Tuy nhiên thì chuyện đóng giả làm nhân viên Apple để trộm iPhone thì chắc chắn đây là lần đầu tiên. Một người đàn ông cùng với lại đồng phạm đã ăn mặc như nhân viên của Apple Store và đánh cắp đi 19 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở New York, Mỹ với tổng trị giá lên tới hơn 16.000 đô la. Cụ thể là tên trộm đầu tiên ăn mặc như nhân viên Apple và lẻn vào phòng kỹ thuật của cửa hàng, ăn trộm 19 chiếc iPhone trong đó và giao cho đồng phạm hoán. Tên này sau đó thì giấu toàn bộ số iPhone vào trong áo và sau đó thì cả hai đã cùng tẩu thoát. Cảnh sát cho biết là vụ việc đang được tiếp tục điều tra, trong đó thì Apple không đưa ra bình luận gì. Mình cũng thấy phục hai cái thằng trộm này, không chỉ vì kế hoạch của nó quá là sáng tạo và chi tiết mà còn vì việc là chúng nó đã giấu được tận 19 cái iPhone ở trong áo của mình nữa. Ai trong số chúng ta thì cũng muốn được giàu có như là Bill Gates nhưng lại chẳng có vốn để làm ăn lớn. Tuy nhiên thì đừng quá nản chí, vì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được những bí quyết làm giàu quý báu từ vị tỷ phú này nếu chỉ có 2 đô la Mỹ một ngày. Đó là ông sẽ nuôi gà để thoát nghèo. Ông cho biết là trứng và gà là nguồn dinh dưỡng quan trọng với các gia đình đang gặp khó khăn. Đây cũng là loại thực phẩm có nhu cầu cao ở châu Phi khi mà nó ở gần sa mạc Sahara. Vì thế, việc tiêu thụ sẽ khá là dễ dàng. Một con gà trung bình bán được 5 đô, điều này có nghĩa là người dân có thể bán gà nhanh chóng để có thể có chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc là thịt nó trong trường hợp khẩn cấp. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa, tắt máy và về quê nuôi gà ngay thôi. À quên, trước khi tắt máy thì đừng quên rằng ngày mai buổi offline trải nghiệm XPRX và XA sẽ diễn ra tại 9 giờ sáng tại Hà Nội và 15 giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia buổi offline này, bên cạnh việc được tận tay trải nghiệm các sản phẩm mới của Sony thì các bạn còn có cơ hội mua XPRX và XA với giá giảm tới 50%. Không được phiếu giảm giá thì 100 bạn đến sớm cũng sẽ nhận được SIM 3G thả ga. Nước nôi thì 7S cũng bao hết cho nên là các bạn cứ yên tâm mà đi. Chi tiết thì các bạn có thể xem ở link dưới đây. Ok, bây giờ thì các bạn có thể tắt máy được rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở buổi offline ngày mai.